Tôi, một người chơi Timo 20 năm, thông thạo năm và có người yêu. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi vị tướng dễ thương này. Nhưng đi top hay mid ư? Chỉ mấy đứa gà mới làm vậy thôi. Người thành công là phải có lối đi riêng. Vậy nên xin giới thiệu với các bạn Timo Ninja. Nghe có vẻ khá là troll nhưng thật sự đây là một lựa chọn độc lạ và khá mạnh mà các bạn nên thử qua ít nhất một lần. Một vị tướng sẽ có rất nhiều sát thương ở giai đoạn giữa đến cuối trận và khiến AD đối phương phải đái ra quần mỗi khi bắt gặp. Nhưng có rất nhiều câu hỏi đang hiện lên trong đầu các bạn như kiểu là Timo dọn quái rừng chậm thì đi rừng kiểu gì? Timo sẽ ganh kiểu gì? Lợi thế của Timo so với các tướng đi rừng khác là cái gì? Bla bla bla. Được rồi, giờ chúng ta sẽ cùng ngồi xuống và bàn về từng vấn đề nhé. Về dọn rừng, Timo sẽ có một lối di chuyển tương đối khác so với các người đi rừng thông thường. Nếu khởi đầu ở bùa đỏ, bạn sẽ ngay lập tức sang bùa xanh rồi ăn cóc và đi ganh. Ngược lại, nếu khởi đầu ở bùa xanh, bạn sẽ ăn thêm cóc rồi sang bùa đỏ rồi đi ganh. Tại sao lại di chuyển như vậy? Đó là bởi vì con chồn lùi này cần ăn ít bãi quái nhất có thể để lên cấp độ 3 và ganh sớm. Tốc độ dọn rừng của Timo đúng là chậm hơn hầu hết các tướng đi rừng ở giai đoạn đầu trận. Vậy nên tiết kiệm số lượng bãi quái rừng cần dọn dẹp và đi ganh sớm sẽ khiến cách chơi này hiệu quả hơn. Trừng phạt nên được sử dụng tại bãi cóc vì đây là bãi quái mà bạn sẽ không thể thả diều được và sẽ tốn khá là nhiều máu của bạn. Với Blue và Red thì hãy thả diều chúng kết hợp cùng với phi tiêu mù thì bạn sẽ gần như là không mất máu để dọn hai bãi này. Sau khi dọn xong 3 bãi, bạn sẽ tìm cơ hội để hỗ trợ các đường. Đối phương thường sẽ có một số sơ suất ở trong khoảng thời gian này. Nếu như các lên quá khó ganh, bạn sẽ quay lại ăn thêm rừng rồi lại ăn cua. Nên nhớ là tránh giao tranh với rừng đối phương ở trong khoảng thời gian này. Vì bạn yếu vờ cờ lờ, chết phát là team bạn bảo mày làm cờ lờ gờ tờ đờ mờ mờ rừng nờ cờ lờ. Lâu gì kiểu... Yeah. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Timo sẽ ganh như thế nào? Cách đầu tiên là kiểu ganh truyền thống. Bạn sẽ đi ra đường, bắn 3 cái để kích sẵn sàng tấn công, quy 1 cái, bật W để đuổi theo và bắn được cái nào thì bắn. Phong cách này chỉ hiệu quả khi bạn đang có bùa đỏ trên người hoặc đồng đội có khống chế cứng. Dù nghe có vẻ đần nhưng với những đường dài như là bot hoặc là top thì cách ganh này vẫn khá là hiệu quả nếu như đối phương đẩy cao vì bọn nó sẽ không nghĩ là bạn chạy nhanh đến như thế đâu. Cách thứ hai dành cho khi đồng đội của chúng ta đang đẩy cao, bạn sẽ chui vào bụi tàng hình để chờ thời. Đợi khi kẻ địch đẩy lính ngược lại hoặc dừng team địch ra, hãy chọn đúng mục tiêu để dồn sát thương bất ngờ. Hãy xem tình huống sau đây của tôi, giữa một thằng 6 múi và một con cá, tôi lại chọn bắn thằng da đen. Nhưng tôi nhớ ra là Black Light Master và để nó sống. Cơ mà chẳng hiểu sao một lúc sau nó lại quay lại cả khịa tôi, thế nên là tôi lại phải xích nó lại. Đấy, có ai cho tôi lương thiện đâu. Nhân tiện nói về sức mạnh của Timo, lợi thế của con chồn này so với thằng mù, chị Hằng hay là mấy đứa đi rừng mạnh mẽ khác là gì? So với những vị tướng ở trong meta thì Timo có thể nói là có sát thương cực lớn. Phi tiêu mù là counter cứng của rất nhiều vị tướng phụ thuộc vào đòn đánh tay. Với việc đi rừng thì Timo cũng có thể thoải mái triển khai những tình huống rình mò, một điều mà con chồn này rất khó làm khi đi mid hoặc top. Qua giai đoạn đầu khó khăn, thậm chí Timo có tốc độ dọn rừng rất nhanh. Việc có sát thương theo thời gian cũng khiến chồn lùi ăn mục tiêu như là sứ giả, rồng hay baron cực mượt mà không tốn nhiều máu. Từ giữa tới cuối game là khoảng thời gian mạnh nhất của Timo, bạn sẽ không mất quá 5 giây để kết liễu một kẻ địch, trừ mấy cái thằng manfai các thứ các kiểu. Đặc biệt là mấy đứa máu yếu, ăn một quả nấm và chúng nó sẽ bay nửa cây máu, hoặc là thành người Nhật. Nhưng thật sự thì sức mạnh chính của Timo vẫn nằm ở những cú bắn tay. Mỗi đòn đánh của con chồn này sẽ đau vãi cả lồn. Và thường thì đối phương sẽ không nghĩ rằng lại thốn nết vậy và sẽ để cho bạn xả sát thương trong một khoảng thời gian ngắn. Hãy tận dụng điểm này để làm cho kẻ địch bất ngờ. Cách chơi ở trong giai đoạn giữa tới cuối trận của Timo là cố gắng kiểm soát một phần của bản đồ, thường là ở gần khu vực hang Baron, để team có lợi thế ở trong khu vực đấy. Tăng hình chờ thời và đợi cơ hội bắt bất cứ con mồi nào đi lẻ. Về lối lên trang bị, bạn sẽ cần rất nhiều tốc độ đánh ở đầu trận. Vậy nên, nanh na so và giày cuồng nộ sẽ là ưu tiên hàng đầu. Cứ có càng nhiều dao găm thì càng tốt. Tiếp theo là tới quyền trợ ác thần. Luôn luôn lên trang bị này, hãy bỏ qua vọng âm và mặt nạ đọa đầy. Chúng không đáng để lên dành cho một con Timo đi rừng. Hút máu từ quyền trợ ác thần sẽ khiến bạn thắng gần như mọi kèo 1v1.
Ba món đồ còn lại thì các bạn có thể freestyle tùy theo tình hình của trận đấu. Ngọn lửa hắc hóa cũng là một lựa chọn không tồi. Nếu team địch có nhiều AP thì có thể lên đao tím, sau đó thì có thể lên đồng hồ cát để thực hiện những tình huống outplay và tăng khả năng sinh tồn, hoặc tiếp tục với trượng hư vô hay là mũ phù thủy để gia tăng tối đa sát thương. Đối với bảng ngọc, hãy sử dụng bảng ngọc sau đây. Sẵn sàng tấn công là một công cụ dồn nam cực tốt dành cho Teemo. Ở nhánh phụ thì tôi sử dụng mau lẹ để tối ưu chiêu W. Điểm còn lại thì các bạn có thể sử dụng cuồng phong tích tụ hoặc là áo choàng mây. Cuối cùng là cách nâng kỹ năng. Sau khi có cả 3 chiêu thức thì chúng ta sẽ tăng tối đa E trước rồi tới Q. Trong một số trường hợp nhất định có thể cân nhắc nâng đều Q và W. Nấm thì đương nhiên rồi, tăng ở đúng cấp độ. Chúc các bạn thành công với Teemo đi rừng và mong là không bị report.